Kinh ngạc, Donald Trump là vị tướng đại tài của Mỹ chuyển sinh. Từ tướng mạo cho đến tính cách, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vị tướng đại tài George Smith Patton giống nhau đến kỳ lạ. Điều này khiến nhiều người không khỏi thốt lên rằng Donald Trump chính là đại tướng George Smith Patton chuyển sinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến rất nhiều người liên tưởng tới một trong những vị tướng chỉ huy quân sự vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ, tướng George Smith Patton. Tướng Patton là người hay có những lời nói thẳng thắn, nhưng ông lại là một trong những vị tướng thành công nhất trong lịch sử quân sự nước Mỹ, là người góp công lớn trong việc dập tan đại họa phát xít trong Thế chiến II. Donald Trump cũng là một viên kim cương thô, ông ấy sẽ là một thủ lĩnh kiệt xuất của nước Mỹ, một người ủng hộ Donald Trump đã nói như vậy. Donald Trump có giống với George Smith Patton? Gần đây, chủ đề Donald Trump giống tướng George Smith Patton đã tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi ở trên mạng Internet. Thậm chí có người nói Tổng thống Donald Trump chính là tướng George Smith Patton chuyển thế. Tướng Patton đã bị tai nạn qua đời vào năm 1945, thì ngay sau đó, năm 1946, ông Donald Trump được sinh ra đời. George Smith Patton sinh năm 1885, mất năm 1945, là đại tướng 4 sao của nước Mỹ, người nổi tiếng với những chiến tích lập được trong Thế chiến II. Ông chính là người dẫn đầu quân đoàn 3 của nước Mỹ, đổ bộ vào đảo Sicilia của nước Ý, phản kích Normandy nước Pháp, rồi tiếp tục đánh vào hang ổ của Đức quốc xã. Năm 1970, bộ phim nhựa Đại tướng Patton đoạt giải Oscar, thì khắp nơi trên thế giới đều biết George Smith Patton là người hùng của nước Mỹ. Donald Trump là một tỷ phú của nước Mỹ, với tổng tài sản ròng khoảng 4,5 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn tham gia vào điện ảnh, còn là một học giả viết sách. Tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống nước Mỹ. George Smith Patton và Donald Trump đều có cá tính đặc biệt. Cả hai đều dám nói dám làm, không cần giữ mồm giữ miệng. Vì thế họ luôn phải đón nhận rất nhiều lời dèm pha, sự phản đối từ dư luận. Họ đều dũng mãnh, thẳng thắn, làm việc với hiệu quả siêu tốt và còn có chung một phong cách lãnh đạo rất cứng rắn. Vào những thời khắc then chốt, họ tự như có thể thay đổi cục diện khiến cho địch thủ của mình phải bất ngờ hoảng sợ. Không chỉ về tính cách, khi so sánh hai bức ảnh chụp, nhiều người giật mình phát hiện tướng mạo của họ cũng cực kỳ giống nhau. Xuất thân từ gia đình giàu có, yêu thích thể thao. Trước tiên phải kể đến, cả hai người đều xuất thân từ những gia đình giàu có. George Smith Patton xuất thân từ một gia đình quân nhân giàu có, từ nhỏ đã sống trong một trang viên rộng 800 hectare tại California. Sau khi lớn lên, ông theo học ở Học viện Quân sự Virginia, tiếp tục học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ và sau đó cả cuộc đời ông gắn liền với những trận chiến. Còn Donald Trump sống tại quận Queens, thành phố New York. Bố mẹ của ông là những người thành công trong lĩnh vực kinh doanh, họ đã xây dựng cho mình một đế quốc bất động sản. George Smith Patton và Donald Trump, một người ở chiến trường, một người ở thương trường, đều được gia đình chu cấp những điều kiện rất ưu việt. Tiếp theo, hai người đều rất thích vận động. George Smith Patton từng đại diện cho quân đội tham dự Thế vận hội Olympic Stockholm năm 1912, thi đấu 5 môn hiện đại kết hợp và giành tổng thành tích là xếp thứ 5 chung cuộc. Trong đó, đấu kiếm xếp thứ 4, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật xếp thứ 6, bơi lội xếp thứ 7, bắn súng xếp thứ 21, nội dung chạy việt dã 4.000m xếp thứ 3. Donald Trump từ nhỏ đã là đứa trẻ tinh nghịch, thích gây chuyện, đến tận khi bố mẹ gửi ông vào quân đội, ông mới có những thay đổi mang tính bước ngoặt cuộc đời. Những năm sống trong quân đội đã rèn cho Donald Trump một cá tính kiên cường, không gì có thể lay chuyển được, chính điều này đã khiến ông trở thành một thanh niên xuất sắc. Donald Trump thích bóng chày và bóng bầu dục. Năm 1962, ông là cầu thủ trong đội tuyển thi đấu bóng bầu dục của trường. Năm 1963, ông là thành viên trong một đội tuyển bóng đá. Hơn nữa, từ năm 1962 đến năm 1964, ông còn là thành viên của đội tuyển bóng chày. Năm 1964, còn làm đội trưởng của đội bóng chày. Phong cách lãnh đạo cứng rắn. Cả hai đều có phong cách lãnh đạo cứng rắn, giải quyết công việc một cách dứt khoát, dứt điểm, dũng mãnh tiến lên. George Smith Patton rất quả quyết, được mệnh danh là Đại tướng Khuyết Cảm. Ông vô cùng xem trọng sự nhanh gọn và luôn trong thế tiến công một cách hùng hồn. Trong khoảng thời gian hai cuộc đại chiến thế giới, ông luôn là nhân vật đóng vai trò rất quan trọng. Có đánh giá nói rằng George Smith Patton có tinh thần mạo hiểm, có khả năng thổi lửa khơi dậy tinh thần binh quan sĩ khí, chính vì thế đã làm Thế chiến II kết thúc nhanh hơn. Lãnh đạo cao cấp của quân Đức kính trọng George Smith Patton còn hơn bất kỳ một vị minh quân lãnh đạo nào. Nguyên soái của quân Đức Gerd von Rundstedt sau khi bị bắt đã trả lời phỏng vấn một cách đơn giản. Ông ấy, George Smith Patton, là vị tướng giỏi nhất của các bạn.
sĩ quan chỉ huy cao cấp, trưởng phòng tác chiến của quân Đức, Đại tướng Alfred Schödel cho rằng George Smith Patton dũng khí bừng bừng, hơn nữa còn thích những đòn đánh lớn bất ngờ. Ông ấy dám mạo hiểm, vì rất mạo hiểm nên đã giành được thắng lợi. George Smith Patton căm ghét lính đào ngũ và sự nhu nhược. Trong Thế chiến II, vào ngày 8 tháng 3 và ngày 10 tháng 3 năm 1943, ông đi thị sát thương binh ở hai bệnh viện hậu phương. Nhìn thấy hai bệnh binh uể oải, không có tinh thần chiến đấu mà trên thân hai binh nhì này không bị thương nghiêm trọng, ông tức giận đến mức chửi mắng và bạt tai hai người lính này. Hành vi này đã tạo một làn sóng dư luận trên khắp nước Mỹ và thiếu chút nữa thì George Smith Patton đã bị cách chức. Phim tài liệu về tướng Patton. Đêm ngày 8 tháng 3, George Smith Patton viết trong nhật ký: "Tôi đã gặp mặt một người nhu nhược mất phương hướng, không có tinh thần chiến đấu. Các đại đội phải xử lý những người như thế. Nếu như họ trốn tránh trách nhiệm của mình thì phải kết tội nhát gan, rồi sau đó xử bắn họ." Ngày 10 tháng 8, George Smith Patton nói với những người xung quanh mình: "Không thể nào nhịn nổi, chỉ cần nghĩ đến việc có những đứa đốn mạc nhu nhược như vậy là máu lại sôi lên." Ông còn nói, có thể sẽ phải cấm những người nhát như thế này đi loanh quanh trong bệnh viện của chúng ta. Có thể là một ngày nào đó chúng ta phải xử bắn chúng, nếu không thì chẳng khác gì phải nuôi một đám đần độn hèn nhát. Sự kiện này đã tạo ra một làn sóng phản đối trên khắp nước Mỹ vào thời gian đó. Những người phản đối yêu cầu George Smith Patton phải xin lỗi hai binh sĩ này. Mặc dù George Smith Patton không bị cách chức chỉ huy, nhưng ông phải mất gần một năm không được liên tục chỉ huy tác chiến. Đơn giản, rõ ràng, dũng mãnh tiến tới. Trong từ điển của George Smith Patton chỉ có thành công. Ông từng nói, tôi không muốn hưởng lạc, chỉ muốn thành công. Tôi tình nguyện làm việc siêng năng, chăm chỉ, cần cù 100 năm để thắng một trận. Tôi không muốn sống 1.000 năm tầm thường không có chí tiến thủ. George Smith Patton đã từng có một bài diễn thuyết nổi tiếng. Ông nói, người Mỹ yêu quý người thắng lợi, người Mỹ không bao giờ khoan dung cho người thất bại. Người Mỹ miệt thị người nhu nhược, người Mỹ đã tham gia chiến đấu thì nhất định phải thắng. Tôi xì mũi coi thường những người đã thua rồi mà vẫn còn cười. Nguyên nhân chính là như vậy, cho đến tận bây giờ, người Mỹ chưa thua một trận nào, sau này cũng sẽ không thua. Còn Donald Trump, lòng ôm chí lớn, làm đại sự, là một người thành công, chính là lời răn mình của Donald Trump. Trong từ điển của Donald Trump cũng chỉ có hai chữ thành công. Cho dù có thất bại, ông cũng không cúi đầu. Vào những năm 1990, những công ty của Donald Trump đã buộc phải tuyên bố phá sản, nhưng ông không hề chịu khuất phục, tiếp tục nỗ lực, cuối cùng xây dựng lại được sự nghiệp của mình. George Smith Patton trên chiến trường theo đuổi sự đơn giản, chuẩn tắc, dũng mãnh. Chiến tranh là đơn giản, rõ ràng, vô tình, vì thế cần một người vừa đơn giản vừa vô tình chiến đấu đến cuối cùng. Ông nói, phương pháp chiến thắng trong chiến tranh chính là đánh bại địch. Biện pháp không cho địch tấn công mình chính là đi tấn công địch, liên tục tấn công địch. Quy tắc trong thương mại của Donald Trump là làm việc ngắn gọn, nhanh chóng, làm việc một cách trực tiếp. Trong đợt tổng tuyển cử, Donald Trump có một câu nói rất nổi tiếng được coi như một trích dẫn. Chúng ta nên hủy bỏ cuộc bầu cử lần này và trực tiếp giao chức vụ tổng thống cho tôi. Trong tiết mục trò chơi truyền hình thực tế, cuối mỗi tập, ông Donald Trump đều loại bỏ một người chơi có biểu hiện không tốt và nói, bạn đã bị sa thải. Đây cũng là một câu nói nổi tiếng của ông. Không giữ mồm giữ miệng. Cả hai người đều thẳng thắn, không giữ mồm miệng, lớn tiếng nã pháo, đến mức toàn thế giới phải nghẹn họng. Donald Trump nhiều lần có những phát ngôn gây sốc, phải đón nhận rất nhiều phản đối từ dư luận, nhưng ông vẫn không chút lung lay, vẫn tiếp tục phong cách cũ. Trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ, những thông tin tiêu cực về ông Donald Trump đã được truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ tán thưởng cách ăn ngay nói thật của ông, cho đó là có gan khiêu chiến chính trị đúng đắn. Có người trích dẫn lại những lời nói điên cuồng của ông. Sau đây là một vài ví dụ. Người Mexico mang thuốc phiện vào đất nước chúng ta tạo thành phạm tội, họ là những tội phạm hung bạo. Tôi sẽ xây một bức tường, hãy tin tôi, không ai có thể xây giỏi hơn tôi. Tôi sẽ dựng nên một bức tường siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp. Ngoài ra, tôi còn bắt Mexico phải trả tiền, hãy nhớ lời tôi. Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc tiếp tục ức hiếp đất nước chúng ta như cách họ đang làm. Quay lại với George Smith Patton, vị tướng quân không bao giờ giữ mồm giữ miệng và chính điều này đã cản con đường quan chức của ông. Sau khi Thế chiến II kết thúc, George Smith được bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội chính phủ Bavaria, một bang của nước Đức, đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt đảng Nazi, đảng phát xít do Hitler cầm đầu. Tuy nhiên, ông lại thu nhận rất nhiều người Đức thuộc đảng Nazi làm cấp dưới của mình.
George Smith Patton thống hận chủ nghĩa cộng sản, thống hận Liên Xô nhưng lại rất thân thiện với đảng Nazi của Đức. Lúc đó, Liên Xô và nước Mỹ còn là đồng minh. Ông nói, chết tiệt, bọn người Liên Xô khốn kiếp này, ta sớm muộn gì thì cũng đánh bọn này. Nếu chúng ta trang bị vũ trang lại cho người Đức và bảo họ cùng chúng ta đánh Liên Xô, chúng ta có thể đánh thắng dễ như trở bàn tay. Bọn họ, người Đức, cũng hận đám tạp chủng này đến thấu xương. Những ngôn luận chính trị không xác thực kiểu như thế này đã được các nhà báo âm thầm thổi phồng lên. George Smith Patton đã bị cách chức vì sự phẫn nộ của dư luận. Thuyết giảng cổ động nhân tâm. Việc không giữ mồm giữ miệng của George Smith Patton còn biểu hiện ở mức độ xuất khẩu thành tục. Năm 1944, trước khi đổ bộ Normandy, George Smith Patton đã có một lần thuyết giảng trước quân đoàn 3 mà mình chỉ huy, và bài thuyết giảng này được lưu truyền rộng rãi nhờ bộ phim nhựa Đại tướng Patton đoạt giải Oscar năm 1970. Vì phần thuyết giảng này được chọn làm phần mở màn của phim, nhưng bên trong đó lại có đầy những lời lẽ thô tục. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là sự không chuyên nghiệp, nhưng cấp dưới của George Smith Patton lại phản ứng rất tích cực, thậm chí còn được ca ngợi là bài thuyết giảng động viên vĩ đại nhất từ trước đến nay, ít nhất là trong việc nâng cao sĩ khí, và đây không phải là văn học. Sau đây là một số đoạn trích. Có thể sẽ có một số lời phàn nàn rằng chúng ta quản người của mình quá chặt. Tôi mới chửi chết tiệt, không quan tâm họ phàn nàn cái gì, tôi luôn tin rằng một ly mồ hôi có thể cứu vãn được một thùng máu. Có một điều tuyệt vời mà các bạn có thể nói sau khi chiến tranh chấm dứt và các bạn trở về nhà. Các bạn sẽ cảm ơn rằng 20 năm sau, khi ngồi bên lò sưởi với đứa cháu nội trên đùi và nó hỏi bạn đã làm gì trong Thế chiến II vĩ đại, bạn sẽ không phải tằng hắn đẩy đứa cháu qua đùi kia và nói: "À, ông nội xúc phân ở Louisiana." Không, thưa các ông sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa cháu và nói: "Con ơi, ông nội của con đã hành quân với quân đoàn 3 vĩ đại và với cả tên chó đẻ tên là George Smith Patton." Bộ phim Đại tướng Patton đoạt giải Oscar năm 1970. George Smith Patton từng viết cho người nhà của mình giải thích tại sao khi ông thuyết giảng lại nói những lời thô tục. Khi tôi muốn cấp dưới của mình ghi nhớ, khi thực sự ghi nhớ vững chắc một số chuyện quan trọng, thì tôi sẽ nói tục gấp đôi với họ. Có thể đối với một đám phụ nữ lớn tuổi tụ tập ngồi uống trà chiều thì không thể nào êm tai được, nhưng lại có thể khiến binh sĩ của tôi ghi nhớ. Bạn không thể hoàn toàn không nói tục khi bạn dẫn đầu một quân đoàn, hơn nữa còn phải xuất khẩu thành tục, miệng lưỡi lưu loát. Quân đội mà không nói tục thì không thể đánh trận, và ngay cả đến giấy đã ngấm nước tiểu rồi cũng sẽ không xé rách được. Vì Chúa mà dấn thân. George Smith Patton vô cùng tin vào số mệnh, công khai ký ức luân hồi chuyển thế của mình. Năm 1942, George Smith Patton và đại tá Bradley đến thăm dò chiến trường ở Tunisia. Khi đó, ông đột nhiên yêu cầu lái xe quẹo phải, lập tức đống đổ nát kiểu La Mã cổ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Họ liền xuống xe. George Smith Patton ngồi xổm xuống, sau đó lào bào nói: "Chiến trường ở chỗ này. Carthaginians bị ba quân đoàn La Mã tấn công. Carthaginians dũng cảm, đã chống đỡ không nổi, không thể giữ được tòa thành này. Toàn bộ bọn họ bị tàn sát hết, thi thể nằm dưới ánh nắng mặt trời chói chang. 2000 năm trước tôi đã ở đây." George Smith Patton quay trở lại cười: "Các bạn có tin lời tôi nói không?" Tướng quân Bradley và lái xe không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Năm 1944, George Smith Patton viết một bài thơ miêu tả rằng ông đã vào bao nhiêu vai diễn trong mấy trăm ngàn năm luân hồi. Ông từng là chiến sĩ của rất nhiều nước khác nhau. Trong bài thơ ông có viết: "Cho dù không biết trong đời đời kiếp kiếp mục đích chiến đấu hăng hái của tôi là gì, nhưng tôi biết ý chỉ của Chúa cao hơn sự phân tranh của con người. Tôi là tuân theo nguyện ý của Chúa mà chiến đấu." Lời cầu nguyện của George Smith Patton rất nổi tiếng, được ghi chép lại trong sách lịch sử của nước Mỹ. Trong khi quân đoàn 3 đang ráo riết hành quân đến Boston để yểm trợ cho sư đoàn dù số 101 đang bị quân Đức bao vây. Lúc đó, Boston bị sương mù và tuyết rơi bao phủ, khiến cho không quân và hỏa lực hoàn toàn bị tê liệt. Trước tình thế này, George Smith Patton đã cầu nguyện: "Đấng toàn năng thương xót, chúng con khiêm tốn khẩn cầu Ngài hạn chế thời tiết tồi tệ này, ban thưởng cho chúng con thời tiết đẹp nhất cho chiến đấu. Mong Ngài khai ân lắng nghe lời kêu gọi của những người quân nhân chúng con, dùng thần lực của Ngài giúp đỡ chúng con giành được thắng lợi, đánh tan quân địch tàn ác, giành lại chính nghĩa cho thế giới." Trước đêm hành quân gấp, ngoài trời tuyết vẫn phủ dày. Lão tướng máu mặt gan lì phong vân một cõi lại khiêm tốn quỳ gối xuống đường, một mình hướng về Thượng Đế cầu nguyện: "Chúa trời, 2 tuần qua chúng con đã phải ở trong địa ngục, mưa to, bão tuyết.
Cứ như thế, con bắt đầu hoài nghi ý chỉ của Ngài rốt cuộc sẽ là gì, hay là Ngài đang ở một nơi nào đó. Ngài là biết được tình cảnh của chúng con đang vô cùng tuyệt vọng. Con đã lệnh cho cấp dưới của con tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng điều cần bổ sung chính là sư đoàn dù số 101 bị tấn công rất thê thảm, mà bão tuyết cứ tiếp tục như thế này thì chúng con sẽ không thể yểm trợ không trung được. Chúa trời, từ xưa đến nay con không phải là người không có đạo lý. Con cũng không hướng về Ngài mà cầu xin vô cớ. Con thậm chí cũng không yêu cầu Ngài triển hiện thần tích. Con chỉ cầu xin được 4 ngày trời nắng. Và ngày hôm sau, kỳ tích đã xảy ra. Trời quang đãng, tuyết đã ngừng rơi và thời tiết đẹp kéo dài 6 ngày liên tiếp. Do đó, quân đoàn 3 tiến về phía Bắc một cách thuận lợi, giải cứu được sư đoàn dù 101. Lời cầu nguyện của George Smith Patton trở thành thần tích được lưu truyền khắp nơi trên thế giới. So sánh với George Smith Patton thì mặc dù Donald Trump không có ký ức về luân hồi chuyển thế, nhưng ông cũng là một tín đồ của Thiên Chúa. Ông luôn giữ gìn giá trị truyền thống, không hút thuốc, không uống rượu, ngày nào cũng làm việc trên 12 tiếng đồng hồ. Có tin đồn Donald Trump là trưởng lão giáo hội tín đồ cơ đốc giáo. Donald Trump từng tuyên bố thanh minh rằng, việc là một tín đồ cơ đốc giáo là một niềm vinh dự. Sau khi trở thành tổng thống, tôi sẽ không để cho cơ đốc giáo tiếp tục bị đả kích và suy yếu. Donald Trump còn đưa một câu châm ngôn của mẹ mình trên trang bìa cuốn sách Làm giàu như thế nào đã được xuất bản. Câu nói này như sau: tin tưởng Thiên Chúa, trung thực với mình. Trust in God and be true to yourself. Hiện tại, Donald Trump đã bước chân vào Nhà Trắng, là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Liệu ông có phải là tướng George Smith Patton chuyển sinh và có thể trở thành người hùng vĩ đại của nước Mỹ? Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từ tinhhoa.net, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.